Đây là hàng sách tay Singapore nhá. Đây là chai rượu John Walker Island Gin này. Các bạn nhìn nhá. Đây chai rượu đây. Đây là mã số. Đây là tem bill hóa đơn bán hàng của nó đây. Các bạn nhìn kỹ nhá. Đây Island Green. Hàng Singapore chuẩn nhá, có chữ Singapore. Có chữ Singapore. Đây là hàng xách tay tại sân bay Changi của Singapore nhé. Ánh sáng hơi mờ tí các bạn thấy. Changi còn lưu nguyên tem hóa đơn bán hàng nhé. Nguyên đai nguyên kiện không làm giả được nhé. Bọn mình bên du lịch nên là cái này là chỉ hàng của mình xách tay đấy nhé. Đây bên trong này còn chai nữa. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện này, Green này, Island Green này, Ron Baker, Island Green, ánh sáng hơi mờ tí các bạn để ý nha. Đây túi hóa đơn bán hàng của sân bay đây. Đây mình quay rõ nét hai chai rượu nha. Đây hình ảnh hai chai rượu đây. Thả túi vào đây.